Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9.5 và cùng nhau xây dựng những đội hình bá đạo nhất mùa 9.5 nha anh em. Let's go. Khởi đầu thì mình đã có được 4 hư không. Và cái điều đặc biệt trong cái bộ tộc này thì mình đã có được con Mazaha 3 sao rồi. Và công nghệ đầu tiên thì mình đã lựa chọn là nước đi liều lĩnh. Linh thú của chúng ta sẽ bị trừ 20 máu khi mà lấy cái lõi này. Sau 7 vòng đấu thì sẽ nhận được 30 tiền. Thì theo anh em có thích đáng hay không? 30 tiền à? Mình nghĩ là cũng ổn. Nếu như mà chúng ta đánh chuỗi thắng và giữ máu. Đổi lại thì có rất là nhiều tiền sau 7 round nữa đúng không? Thưởng huấn luyện. Duy tâm luận. Lợi kiếm. Mình sẽ lấy luôn là cái thưởng không anh em? Thưởng đi nhở. 12 tiền và một cái máy nhân bản tướng cỡ nhỏ. Rồi. Sau round này là anh em mình siêu giàu luôn. Trận này thì mình đang tính là mạ vàng thử cái bộ tộc hư không ở xem là nó như nào. Nhưng mà có vẻ như là nhiều anh em chơi vãi. Cho gát của chúng ta sao nãy giờ mà chưa thấy ở quân nào nữa. Mình cũng đầu tư hai con 2 sao Cassiopeia và Samira ở hàng chờ kia rồi. Cái đợi lên 2 sao à, đợi ra chó gát và anh em mình update thôi. Được cái là Mazaha nó ra rất nhanh. Mà chó gát thì là một cái vị tướng chó trông nhà quốc dân thì nó sẽ kiểu nhiều người cạnh tranh quá. Nhà này thì AFK và lựa chọn thêm là công nghệ ngân sách cân bằng. Rất là giàu luôn. Chắc là mình vẫn có thể win được. Đội hình của con Mazaha lắp luôn cái Sojin như thế này. Đẹp cực cứng luôn. 78 máu này. Tại vì đầu game giờ mình thua cũng một round. Một round phải nói siêu nhẹ. Có hai máu à? Rồi. Gia Kỳ cũng chơi hư không. Mà đâu đâu? King Kong Rune à? Cạnh tranh hư không quá nhiều luôn. Rồi. Tiền về. Úc cấp 6 nhưng vẫn còn tận 80 tiền như thế này thì ảo thật. Ôi đào đất 2 luôn. Cho vào sao. Sao vội. Nhờ. Đợi. Đài rớt này mà ra cho mình con Rek'Sai thì thôi. Rút ngắn cái khoảng cách mà mạ vàng hư không. Ma nhưng mà nhiều người chơi quá. Theo anh em mình có nên rút lui không nhỉ? Gia Kỳ cũng chơi, King Kong Rune cũng chơi. Sao dạo này là hư không hot meta thế nhờ? Đang tính làm cái quả thử thách của anh em đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình á. À, làm về hư không mạ vàng. Trò này có vẻ có nhai rồi. Thôi, đâm lao thì thôi. Bây giờ anh em mình rút lao về đâu không nhở? Mấy trận mà mình bảo đâm lao thì theo lao luôn á. Như thế thì cũng tùy thuộc theo những cái hoàn cảnh. Mấy anh mình đâm vào rồi mà vẫn có thể rút ra được ấy thì anh em mình nên rút. Đừng có đâm lún quá thì chết. Nhiều tướng bốn tiền quá nhở. Xây ra Nila và con Sejuani. Lượm luôn Seju đi. 4 tiền lại còn thêm cái nước mắt nữa. Có gì chúng ta sẽ hướng đến một cái trang bị là dây chuyền chuộc tội chẳng hạn. Trang bị phòng thủ và hồi máu cho những cái đồng minh xung quanh. Vẫn đang khá cháy với phong bài hư không này. Trời, dây si à? Thôi chắc là mình cũng để tiền úp cấp thôi các bạn ạ. Không ham hố gì nữa. Ba con TF à? Stupid này. Chắc là phải bắt đây. Chắc là phải bắt vào đép đấy chứ. Nhờ. Seju vào đây là chúng ta sẽ có được 4 hư không này. Nhưng đổi lại sẽ bị giảm đi cái lượng máu của con cá hư không. Rồi, dây chuyền. Thôi cứ bắt đi anh em ạ. Chứ nữa chúng ta có gì còn xào tìm Kassadin. Và bắt round này xử lý hơi dở. Nếu mà mình xác định bắt luôn từ đầu thì nên up cấp và cho luôn vào. Chứ cũng chỉ còn cột mốc 4 kinh nghiệm nữa thôi là anh em mình lên luôn level 7 rồi.
phí. Mà hên là cũng gặp người này hơi đuối, vẫn có thể win được. Karma đã có được dịch combo. Ok, win luôn. Mấy nhà yêu đuối là cứ để tôi, tao bắt nạt hết. Cháy chưa? Ai có thể dập tắt cái nỗi cháy của mình đây? Ui, Queen, Velcot. Cung cấp nha. Con này mình sẽ cho TF vào. Pháp sư đa chú. Trời ơi, may nè tụt E cũng chơi luôn à. Một game đấu 8 người thì 4 người chơi hư không rồi các bạn ạ. Chưa kể là những nhà mà chơi hư không, kiểu bắt những cái con, à không chơi hư không nhưng bắt mấy con hư không để kích hệ. Đấy. Thế thì khó luôn. Nhà này Warwick à? Cái con Warwick này là cái đồ của con Rek'Sai chứ Warwick gì? Quyền năng này, thêm cả cái huyết kiếm, đồ rất là đẹp cho Rek'Sai luôn. Hỏi luôn, ping rất nhiều đến từ vị trí của Vayne thụt E. Ôi, đấm được phát nào thì hay phát đấy. Cứ bình thôi, chẳng lẽ tôi lại tắt ping đi. Ping lắm kinh khủng, nhiều ông kiểu vào game mà cứ ping ping xong ngồi chat vớ va vớ vẩn. Spam tôi gặp rất là nhiều những ông đấy rồi. Sợ kinh luôn. Mordekaiser, Cassante. Mình sẽ bắt con Cassante này đi. Một vị tướng 5 tiền mà được xem là mạnh nhất trong mùa 9.5. 5 tiền. Xét về 5 tiền 3 sao thì anh em đánh giá quân nào? Mình thì vẫn kiểu thích con Cassante này vãi. Nhiều khi là chỉ cần Cassante 2 sao thôi. Và nếu mà solo 1-1 thì nó có thể cân được con 5 tiền 3 sao. Đấy, cân được luôn á. Thì kỹ năng của nó khô máu tới chết mà. Rise ở cái vùng đất Surima cũng là một trong những cái thứ gì đấy mà kiểu hất tung, gây hiệu ứng không chế. Và chưa kể nó còn có thêm cho chúng ta khả năng xuất hiện đào những cái rương kho báu bí ẩn nữa. Cho nên là mỗi khi ở cái vùng đất Surima này thì có Rise mình rất là thích chơi. Savan. Rồi, King Kong Run. Hơi ít máu nhưng vẫn đam mê hư không. Chắc là trận này mình sẽ không đánh hư không mạ vàng nữa. Để chiều lòng anh em hư không vào video lần sau nhé. Anh em nghĩ sao về 8 hư không mạ vàng? 8 hư không mạ vàng thì xem là cái máu của con Baron sẽ là bao nhiêu. Anh em nào đã từng lên được rồi thì bình luận ngay ở phía dưới cho mình biết nha. Mình sẽ đang cố gắng thức ngày thức đêm săn những cái quả siêu phẩm mang đến cho nhiều anh em. Cho nên là các bạn đang xem thì hãy nhớ click nhẹ giúp mình một like và một đăng ký kênh. Đừng quên ấn quả chuông mỗi khi mà mình ra video mới nhất và các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Thôi, tiền tiền đi. Roll cho nó đã. Nhớ bật quả chuông ấy, kiểu mỗi khi mà mình ra video sớm ấy, nó lại là ý tưởng của anh em thì sao? Anh em lại bỏ lỡ thì tôi buồn. Nhờ. Và mình chưa thực hiện ý tưởng nào thì anh em hãy cứ bình luận trong dưới cái video này. Tại vì cũng nhiều anh em bình luận phết. Đôi khi là nó cũng bị trôi. Hãy bình luận nhắc nhở mình nhé. Kiểu trong quá trình mà mình làm video này, có sai sót gì, hoặc là anh em mình muốn chỉnh sửa gì, khắc phục những vấn đề gì trong cái trận đấu, thì hãy cứ bình luận luôn. Mình rất là trân trọng những cái nhận xét và những ý kiến góp ý tích cực. Đấy. Thôi, quay trở lại với cái chủ đề chính nào. Nhà này Mazaha 3 này, sang góc. Sang góc chơi, King Kong Run chơi, Zaki chơi, Vayne thụt E chơi. Nhiều dã man vậy. Đùa. Đùa rồi. Tôi là người lên Mazaha 3 sao đầu tiên ở cái game này. Thế mà mấy anh kia vẫn không biết đường mà rút lui đi. King Kong Run bay màu rồi. Kai'Sa. Wow. Nó hơi bị kẹt ở cái thời điểm này. Nhưng mà chắc là mình sẽ phải bán đi con Xayza này để bắt.
Đấy. Rồi. 5 hư không. 6 hư không thì vẫn còn thiếu Rek'Sai nhờ. Ừ. Sứ giả cây nứt. Đây cho này vào đây đi. Gassante mà lấy cái khả năng phòng thủ xem là nó sẽ chất hơn không. Rồi. Tiến Đạt à. Bạn này thì chơi Kama, hiệu triệu nhân và Targon. Có cho mình được Galio 3 sao rồi. Boom, Kassante. Kassante nó giống kiểu như được ví là kiểu Ronaldo ở trong TFT. Ronaldo sút cực ác nhờ. Ui, thì coi nào. Khả năng là mình bị shutdown rồi các bạn ạ. 11 trận thua. À 11 trận thắng và bây giờ chúng ta bị một trận thua. Trước thềm phiên đi chợ 4.4. Có thêm điều vàng trong phiên đi chợ lần này cả Kassante nữa. À vị tướng mà mình đang sở hữu nó lại có trong phiên đi chợ lần này luôn. Wow, week 3 à? Ảo vậy. Mất hết rồi các bạn ạ. Thôi thì chúng ta không lấy được Kai'Sa luôn. Có cần sao? Thôi thì mình sẽ lấy một cái kháng phép đi. Mordekaiser 2 Nautilus vẫn đang tìm con chó gát và Rek'Sai. Nhưng mà tỷ lệ mà xuất hiện con chó gát bây giờ sẽ hơi hiếm. Mức độ cạnh tranh là lên đến đỉnh điểm rồi. Zavan lại thêm một Kassante ở level 8 nữa. Quá nhiều Kassante. Cho Mordekaiser vào. Thêm một Rai nữa à, nó lại là đôi thông à. Bọn này nó kiểu đôi bạn cùng tiến ấy. Ừ. Thôi thì tạm biệt con chó gát đi. Này cho vào đây. Rai là con hiệu triệu nhân và cái hệ của nó hệ lãng khách. Mỗi vùng đất thì sẽ có kiểu búp lãng khách khác nhau. Ví dụ như ở cái vùng đất Surima. Đấy, anh em có thể thấy những cái cơn lốc xoáy hất tung team địch. Và có thể tỷ lệ rớt ra những cái khư dương kho báu như thế này. Trong cái rương này thì có vàng hoặc là trang bị. Rất là ngon. Peel ra. Ui, Sen à. Đúng con mình cần ở thời điểm này luôn. Mình sẽ cho vào để lấy hiệu triệu nhân. Ngon đấy nhở. Làm luôn quả Sojin cho Rai đi. Quá chất lượng. Mình vẫn cần con hiệu triệu nhân. Hay là mình sẽ cho can trường 4 mà. 4 can trường. Cái xài bây giờ chắc là dẹp luôn thì để trời chi nữa. Tại Xto Milio Vay nè thủ đè. Có gì mà ping hoài ra không? Ôi, anh em xem Kassate một sao cho mình này. Mày như nào? Mày như nào ở Week 3? Ôi ôi ôi. Đỉnh thế nhờ. Qua Week 3 đâu? Tàn hình luôn. Đâu có chơi được chơi game đâu các bạn. Đây mới chỉ là Kassate một sao thôi. Hãi thế. Nhớ. Ôi, thêm một gen này. Một lượng tiền cho chúng ta thêm chốt từ cái lõi thứ ba. Wow, cái ô này à, ô băng à, rơi 30% máu thì nó sẽ kiểu bị tàn hình ấy. Nó không làm cho thêm định tiêm địch nhắm làm mục tiêu được. Cái này thì đúng ô này dành cho Kassante luôn. BF. Ui. Hai Sojin luôn. Chơi. Rồi, hai Sojin này. Không còn nước mắt nữa. Vậy thì mình sẽ lấy một cái bao tay đạo tặc và thú tượng thầy giáp cho xe nốt nhá. Đây, Cassidy cũng được. Trận này không chừng là chúng ta có thể là lên Sen 3 sao á.
Mà chơi một cái game đấu một sen 3 sao thì mình nghĩ là anh em nào cũng đã từng chơi được rồi. Mình sẽ nuôi một cái ý tưởng táo bạo hơn, những vị tướng bậc 5 và 3 sao. Đấy. Rai này, hai con Rai luôn, gấp đôi canxi. Hất tung gấp bội. Nhà này thì có con sen 2 rồi các bạn ạ, cho nên là mình cũng sẽ phải bỏ đi sen. Lên thì vẫn có thể lên được thôi, nhưng mà tỷ lệ nó sẽ bị thấp đi. Và mình không muốn gọi là tốn thời gian vào con sen khi mà đã có người cạnh tranh rồi. Thế vào đấy thì mặt hàng 5 tiền vẫn còn rất là dồi dào trong cửa hàng. Nên mình có thể tùy cơ ứng biến chơi sao cho nó hợp lý nhá. Ôi, nhiều rương vàng chưa? Một cái kháng phép. Giờ thì mình sẽ sao lại những cái vị tướng 5 tiền thôi. À, quên giải thích cho anh em tại sao mà mình có cái hàng chờ Pandora ở đây đúng không? Bởi vì đây là một cái vùng đất kiểu Surima, nó không khác gì một loại thứ tư ở trong game cả. Nó sẽ có kiểu hàng chờ như gọi là hộp Pandora luôn. Sướng. Kama 2. Ồ, có thêm cả Galio ở đây à? Mình sẽ chơi thử 6 hiệu triệu nhân không? Nhưng mà vẫn còn thiếu Cassiopeia đấy. Huy hiệu hiệu triệu đến từ Bifidon. Có rồi. Sao mà con Rai của chúng ta bị bay màu nhỉ? Rai 2 sao, à 1 sao, một cả 2 Sojin đấy. Bay màu ác kìa. Nhà này cũng đi luôn à. Kasante 2 à, wow. Được đấy chứ. Được đấy chứ, nhờ. Sao luôn con này tìm Rai 3 sao trước nhở. Tại vì khi mà chúng ta lên được Rai 3 rồi thì lên con nào nữa cũng được á. Hack cho chúng ta rất là nhiều tiền và trang bị. Mệt nghỉ luôn. Sion. Sion là cũng được á. Rai này. Lấy con Sion này tanh trâu cũng ngon. Gangplank thêm một con Rai. Chop Darkin. Ba con hiệu triệu nhân này mình đang để sẵn ở ngoài này. Ai đây? Vene e hụt. Trời ơi, có chơi hư không nữa đâu. Mấy nhà mà chơi hư không thì bây giờ đã bị tàn sát hết rồi. Anh em cạnh tranh nhau khốc liệt quá. Wow. Con Gangplank này thì có một cái buff kháng hiệu ứng cho Warwick. Lần này thì mình không hất tung được ở con Warwick này ra sớm hơn rồi. Nidalee 2. Dũng sĩ. Vẫn còn Ahri. Ui, tượng đàm còn rất nhiều. Trong khi đấy thì Sen tanh quá trâu khi mà kích hoạt được gọi là 4 hiệu triệu nhân và 4 can trưởng. Chúng ta có một con Rai và Cassante. Đại bác lên thanh thì mình nghĩ là cũng không ai lấy đâu nhở. Vayne e hụt lấy rồi. Thôi thì chúng ta sẽ lấy Cassante vậy. Ông này lấy báo mình đúng không? Báo ác thế nhở. Bùm. Hai con Belvet. Phải roll thêm tí rồi. Belvet luôn này. Trời. Nhà này Rai Ahri à? Coi nè. Belvet. Thêm Merdinger. Đây rồi, một đống 2 sao luôn. Bây giờ là mình cũng cần win nha. Tại vì ông này có con Silco 3 sao này. Ma nhìn ác vãi đai. Xoáy kiểu gì mẹ mày sao à? Tao luôn ra con Silco 3. Nó ném, đó là siêu chất độc. Siêu chất độc. Ui rồi, ma siêu cô này. Nó giống kiểu như là cái mà
ăn dần ăn mòn vào những cái quân tướng của team mình. Ném mày độc ác luôn. Thêm một con Kassante nữa. Vậy thì mình sẽ xào luôn Kassante 3 sao trước đi. Velvet Rai này, toàn ra đôi thông người ta. Lá ghê ta. Bằng cái này đi nhá. Như nhà này thì phèn ỉa, vay nghe e hụt thì phèn ỉa luôn. Không phải là hình chê hay gì đâu, đội hình nó trả ra cái thể thống công rãnh gì ấy này mày. Dũng sĩ, thách đấu, đảo lao bí đao, Ionia, các kiểu con đà điểu. Ba tiền. Cố lên nào. Bao càng nhiều những cái hũ tiền thì càng tốt. Ok. Bên này thì sao đây? Siêu cô 3 sao thì auto win rồi. Sao ghê nhờ. Đây là vũ trụ của những cái vị tướng bậc cao và 3 sao. Kassante à? Kassante. Kassante. Cho xe on này vào đây đi. Rai 2 luôn rồi. Mà nếu như trong cái gọi là hàng chờ của mình ở vòng sau nó ra được con vai 3 thì lên luôn à. Ác kìa, ác kìa. Cho tôi lên luôn được không? Anh em xem trường kiến sớm hơn nào. Lên đi mà. Hai con bèo vét và có thêm một con Aatrox nữa. Lại là Kassante. Pha này thì mình sẽ gặp Vayne e hụt. Và chúng ta cũng không còn quá nhiều thời gian nữa rồi. Game Blank 2. Sẽ phải đầu tư đấy. Đầu tư xào thêm. Ba con bậc 2 sao. Ở bậc 5 và 2 sao ở trong hàng chờ. Nó chỉ cần ra cho mình một con Rai thôi là ngon mà anh em nhờ. Cửa hàng bây giờ vẫn còn trong shop mà. À shop bây giờ vẫn còn Rai mà. Ông này bắt một. Thôi nhưng mà nhà này đi luôn rồi. Sống sao nổi. Qua những cái cơn bão của con Rai của mình. Cơn bão vàng. Bão đặc. Bão kiểu cát vàng anh em nhỉ. Boom. Patapoom. Đi. Ok. Này thì ping nhiều. Lên đi mà. Không có rồi. Taric 3 sao rồi kìa. Ahri 2 à. Trời ơi. Giờ là cũng phải lên dép á. Tại vì mình cũng chưa thể nào mà thua ngay được. 39 máu. Cái team của mình thì cũng đấm được tầm 3-4 quân của team địch. Chứ không phải là bị thua nguyên sàn. Mà mình cũng còn 39 máu. Kéo ra anh em ạ. Đó. Nhà này level 7 có siêu cô 3. Thực sự là quá gớm. Phong bài can trường hiệu triệu nhân. Siêu cô toàn là những trang bị hồi năng lượng. Bảo sao thì mình cứ thế mà bị độc chết. Ăn dần ăn mòn. Ui ơi, độc à. Rất may khi mà chúng ta có Kassante nó đẩy đi cũng vài quân. Mấy máu? 18 máu à. Nếu mà bị thua nhiều hơn thì mình có thể bị thua luôn rồi. À round sau, round này này. Trời ơi. Có bịp không vậy hàng chờ? Có bịp không đây? Đây rồi. Lỗ nhẹ cái quả Kassate 3. Ping rất nhiều khi mà anh ta lên được con Kama 3. Ôi, thế này hết cứu rồi. Hết cứu thiệt luôn á. Hết cứu luôn á. Chỉ cần một con 3 sao thôi. Tôi có thể đánh kiểu 100 con 3 sao của Tiền Đạt. Xem nè. Úi xài ơi, siêu.
Zoo. Kêu mẹ mình như bò giống luôn. Ui, có Kassante Hemmeringer. À, mình sẽ lấy cái bột xanh đi cho nó có nhiều năng lượng. Hemmeringer vẫn không ra con Rai các bạn ạ. Mẹ mình quá bị bợm rồi. Rất là nhiều Hammer luôn, hai con Rai cùng một lúc luôn ạ. Bây giờ phải làm sao? Roll chay đi nhờ. Chứ mà bây giờ mình thấy là cái hàng chờ này nó cũng không thể nào mà xào ra được Rai 2 sao nữa đâu. Không thể nào mà xào ra được Rai 2 nữa. Binh đoàn Rai. Rồi xếp góc các kiểu, góc cạnh các kiểu. Góc cạnh các kiểu. Cũng chất đấy, nhưng mà là chất độc. Chất độc. Right, không được rồi các bạn ạ. Thôi mình sẽ roll liều đây. Đây rồi. Được chưa các bạn ơi, mãn cái nhãn của anh em chưa? Các bạn nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy dập hỏng bàn phím đi. Dập nát cái màn hình của anh em, nát cái phim live cho mình. Quá siêu phẩm. Siêu phẩm hàng chờ. Cái gì đây? Siêu cô ba mà bán đi à? Siêu cô ba bán đi tại sao vậy bro? Bro. Bây giờ mình sẽ cho con Rai của chúng ta thể hiện một chút. Ui. Tầm khoảng 749 cơn lốc xoáy và 932 rương vàng ở trong cái round đấu lần này. Anh em xem rương vàng kìa. Ui trời ơi. Sợ thật. Sợ thật anh em ạ. Top 1 mà vẫn còn dư mấy trăm vàng. Mình sẽ đổi hết sang cho Kassante xem sao. Tại vì kỹ năng của con Kassante này nó đẹp vãi. Rồi, cơ hội cho bạn tiến đạt. Rồi luôn, rồi luôn. Trời ơi. Thua luôn con mẹ rồng thần rồi. Lắp đồ đi. Lắp đồ đi. Ôi ơi, dẹp dẹp. 224 tiền nữa. Xoay on hai đội hình như này vẫn thua được. Ok. Cho Kassante của chúng ta 1 vs 9 xem là nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Rồi. Thanh niên. Đẹp xoay. Cao to đen hôi. Đồ này phải đồ thế giới luôn ấy. Anh em hiểu. Rất nhiều Exodia level 8 luôn. Đòn khô máu. Hey. Hey. Ok. Tiến đạt chỉ còn lại 9 máu mà thôi. Nên là khả năng là game đầu cũng sẽ bay máu luôn. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhanh em ơi. Nhây ở máy. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới. Bye bye.